đối với tất cả chúng sinh. Hai nghiệp dâm dục và giết hại là căn bản của dòng luân hồi sinh tử. Khó dứt trừ nhất chính là dâm dục, mà dễ phạm vào nhất chính là giết hại. Trong hai việc ấy, đối với dâm dục thì người có chút trí tuệ đều có thể tự xét mà kiềm chế không phạm vào. Tuy nhiên, muốn cho tâm ý thanh tịnh, hoàn toàn dứt sạch đến tận ngọn nguồn vi tế của dâm dục, thì chỉ có bậc A-la-hán đã trừ hết lậu hoặc, chứng đắc thể tánh chân thật mà thôi. Những ai chưa được như thế, hẳn đều đeo mang tập khí ái dục, cho dù có phần nặng nhẹ, dịu ít khác nhau. Do đó mà ngày lại ngày qua, tham dục càng kiên cố hơn trong tâm thức, đời này nối sang đời khác, không thể đạt đến sự giải thoát. Đối với sự giết hại, người đời đều xem là việc tất nhiên, lấy mạnh hiếp yếu, dùng máu thịt chúng sinh mà làm đầy bụng mình, chỉ biết được sự ngon miệng nhất thời, mà chẳng ai tin chuyện phải đền trả trong muôn kiếp. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, người ăn thịt dê, dê chết lại sinh làm người, người chết lại sinh làm dê, cho đến hết thảy các loài chúng sinh cũng đều sinh tử xoay vòng như thế, ăn nuốt lẫn nhau, cùng tạo ác nghiệp mãi mãi không thôi. Thật ra đoạn này trích từ Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 39, kinh số 1799, do Ngài Tử Tuyền soạn vào đời Tống. Sách này có 20 quyển. Đoạn trích này thuộc quyển 7, bắt đầu từ dòng thứ 21, trang 877, tờ B. Bậc Cổ Đức dạy rằng, muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Lại cũng dạy rằng, muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Cho nên đã tạo nhân như thế nào, ắt phải chịu quả như thế ấy. Nếu không suy nghĩ thì còn có thể phạm vào, bằng như đã có sự suy ngẫm, hẳn phải lấy làm kinh sợ mà không dám giết hại nữa. Tiên sinh An Sĩ, tức cư sĩ Chu An Sĩ, sinh năm 1656, mất năm 1739, là bậc danh sĩ vào đầu triều Thanh Trung Hoa. Tên thật là Chu Mộng Nhan, tên khác là Tư Nhân. Ông tin sâu pháp môn Tịnh Độ, cầu sinh Tây Phương, nên tự lấy biệt hiệu là Hoài Tây Cư Sĩ. Cung kính dâng theo lời Phật dạy, khởi tâm thương xót muôn người, soạn ra sách Dục Hải Hồi Cuồng, để khuyên ngăn sự tham dâm. Sách Dạng Thiện Tiên Tư, để khuyên ngăn việc giết hại. Trong đó dẫn chứng những việc có thật, chỉ rõ lẽ nhân quả, mong sao cho hết thảy người đời đều đối đãi với nhau như anh em một nhà, cùng do trời đất sinh ra. Người với muôn loài cũng một chân tâm, mãi mãi dứt trừ tâm xấu ác, gây ra những chuyện tổn hại đạo lý, trái nghịch luân thường, ỷ mạnh hiếp yếu. Lại cũng muốn cùng với tất cả mọi người đều không phạm điều ác, siêng làm việc lành, nên lấy bài văn Âm Chất của Văn Xương Đế Quân mà thêm vào chú thích tường tận, gọi là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, khiến người đời có thể noi theo đây mà trong hết thảy mọi việc làm hàng ngày đều giữ lòng lành khi ứng xử. Ví như ở tầm dốc lớn lao thì có thể trị nước an dân, mà trong phạm vi nhỏ nhặt thì mỗi một lời nói, mỗi một ý nghĩ cũng đều có sự thận trọng suy xét, tương hợp với đạo lý. Từ những lời dạy của các bậc hiền thánh xưa như thế, phải hết sức cung kính thận trọng, đọc qua và suy ngẫm với tâm chân chánh, với ý chí thành, chẳng phải những kẻ chỉ bàn luận suông mà có thể hiểu được. Cả ba tập sách nói trên, văn chương ý thú đều thông suốt việc xưa nay, ít đời lợi người,
đó là nhờ tiên sinh đã vận dụng tài năng trác tuyệt, kết hợp với sự thấu triệt sâu màu, nắm hiểu được tâm pháp của chư Phật tổ, thánh hiền, rồi dùng bút mực mà truyền đạt chân thật đến người đời, phát huy được những điều đã hiểu. Tuy nhiên, cho dù có thể tiết chế sự dâm dục, từ bỏ nghiệp giết hại, điều ác không phạm, lại siêng làm việc thiện, nhưng nếu chưa đạt đến sự giải thoát rốt ráo khỏi dòng sinh tử, thì làm sao tránh khỏi phải tái sinh đời đời kiếp kiếp? Chỉ có thể cố gắng giữ gìn không buông thả, ác sẽ thường được sinh vào những cảnh giới tốt lành, rộng tu trí huệ, không rơi vào những cảnh giới xấu ác. Được như thế cũng đã chẳng mấy người, nói gì đến chuyện thấu triệt lẽ tử sinh, vượt thoát luân hồi, phải đâu là chuyện dễ nói được sao? Chỉ có thể nhờ vào sức tu định tuệ, dứt trừ lậu hoặc, chứng đắc chân tánh, mới có thể đạt đến sự tự do, giải thoát rốt ráo mà thôi. Hết thảy những ai chưa được như thế, chỉ nhờ phước báo mà có thể sinh làm vua các cõi trời, cao đến như cõi trời phi phi tưởng, được hưởng phước báo và sống thọ đến 80.000 đại kiếp. Đại kiếp, khoảng thời gian lâu xa không thể hình dung tính đếm. Trong kinh Phật có năm thí dụ về quãng thời gian của đại kiếp, gọi là đại kiếp ngũ dụ, bao gồm thảo mộc dụ, ví như số lượng cây cỏ, sa tế dụ, ví như số lượng hạt cát mịn, giới tử dụ, ví như số lượng hạt cải, toái trần dụ, ví như số lượng hạt bụi, và phất thạch dụ, ví như thời gian lau mòn tảng đá lớn. Cả năm ví dụ này đều nhằm cho thấy thời gian của một đại kiếp là rất dài, vượt ngoài khả năng hình dung tính đếm của chúng ta. Nhưng dù vậy thì tất cả cũng đều bị trói buộc trong dòng nghiệp lực, tùy theo các nghiệp thiện ác mà phải mãi mãi thọ sanh lưu chuyển trong luân hồi. Do vậy, y theo pháp môn mà Đức Như Lai đã dạy, rằng nương sức từ bi của Phật thì dẫu nghiệp lực chưa dứt, vẫn có thể được giảng sanh. Tiên sinh An Sĩ liền rút lấy những ý nghĩa cốt yếu trong các kinh luận về tịnh độ mà kết hợp soạn thành một bộ sách lấy tên là Tây Quy Trực Chỉ. Như ai có thể một lần đọc qua sách ấy, ắt khởi lòng tin sâu vững, dứt sạch nghi ngờ. Nếu khởi tâm tin tưởng, phát nguyện cầu sinh về cõi Tây Phương, cho dù căn cơ lanh lợi hay chậm lục, tội nghiệp đã tạo nặng hay nhẹ, công phu tu tập sâu hay cạn, chỉ cần có đủ lòng tin, phát nguyện thật chân thành chí thiết, trì niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn đến lúc lâm chung sẽ nương sức từ bi tiếp dẫn của Đức Phật mà được giảng sanh. Khi được giảng sanh rồi, tất nhiên đã bỏ phàm lên thánh, thấu triệt lẽ tử sinh, giải thoát luân hồi, ngay trong một niệm tỏ ngộ tự tâm, việc chứng quả chánh giác ắt là sắp đến. Những ý nghĩa lợi ích như thế, chỉ ai đã thực sự chứng đắc rồi mới biết, không thể miêu tả hình dung bằng văn chương ngôn ngữ. Yếu chỉ của pháp môn này dùng sự tin sâu phát nguyện của tự thân hành giả, cảm ứng giao hòa với tâm từ bi của Đức Phật, nhờ đó mà được sự lợi ích lớn lao vô cùng như thế. Nếu so với việc tự dùng sức mình để dứt trừ lậu hoặc, chứng đắc chân tánh, thấu triệt lẽ sinh tử, vượt thoát luân hồi, thì mức độ khó dễ quả thực chênh nhau như trời với đất. Hiện nay, tức năm 1918, khi viết bài tựa này, trên thế giới có những quốc gia chiến tranh kéo dài liên miên, người trong nước thì khởi sinh từ sự bất đồng ý kiến mà phân chia thành Nam Bắc, công kích lẫn nhau. Lại thêm trong nhiều năm gần đây thường xảy ra thiên tai bão lụt, hạn hán, động đất, giặc cướp, dịch bệnh. Thường nghe những tin tức thống kê số thương vong trong ngoài không dưới vạn vạn người, khiến trong lòng đau đớn khôn cùng, chẳng biết làm sao. Hận mình bất tài kém trí,
lạm đứng vào hàng tăng chúng mà chưa chứng đắc đạo quả. Chỉ có tấm lòng thương đời thương người, thật không chút sức lực để ra tay cứu vớt. Con người đồng hương ở Cần Phố là tiên sinh Lưu Tại Tiêu, vốn là kẻ sĩ trong hàng Thanh Bạch, gia thế nhiều đời nối truyền đạo đức, lại tin sâu Phật Pháp. Mùa hè năm nay, tiên sinh tìm lên núi xin gặp mặt hỏi đạo. Khi cùng nhau bàn luận đến tình cảnh hiện nay ở trong nước cũng như ngoài nước, tiên sinh bỗng lo lắng hỏi: Bạch Thầy, liệu có phương pháp gì màu nào có thể cứu giúp được chăng? Tôi đáp, đó là nghiệp quả khổ đau, mà quả khổ đau ấy ắt phải có nguyên nhân. Nếu muốn cứu khổ thì phải dứt trừ nhân của khổ. Nhân đã dứt trừ thì quả sẽ không do đâu mà sinh ra. Cho nên Kinh Phật dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nhân đó liền đưa sách An Sĩ Toàn Thư cho tiên sinh xem, mong được khắc bản lưu truyền rộng rãi, khiến cho người người xem qua đều được vượt thoát luân hồi, thẳng đến bến bờ giác ngộ. Tiên sinh không kìm được nỗi vui mừng, lập tức gọi người cháu là Triệu Bộ Dân lấy ra 700 đồng tiền, mong tôi lo giúp việc khắc in. Tôi nhớ lại hồi năm Mậu Thân 1908 đã từng khuyên Lý Thiên Quế khắc in sách này ở đất Thục, tức là vùng Tứ Xuyên. Ông ấy liền vào tôi viết cho lời tựa, nhưng rồi sao không đủ nhân duyên nên cuối cùng việc lại không thành. Nay nhờ có Lưu tiên sinh quyết lòng giúp vào, thật là thuận duyên lớn lao. Tôi liền thêm vào các bản văn sau để cùng khắc in. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn của Viên Liễu Phàm là những lời hay ý đẹp khuyên việc bỏ ác làm lành. Một quyển thuật ký của Du Tịnh Ý, tức quyển Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, lời lẽ hết sức chân thành, thấu suốt chỗ sâu xa tốt đẹp trong trời đất, phát huy nghĩa lý mọi việc, khuyên người kiên trì nỗ lực công phu, chính là chỗ trang nghiêm đẹp đẽ thuần khiết bậc nhất, tỏ rõ tường tận. Hai quyển này được thêm vào sau quyển hạ của phần Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Bài văn Giới Sát Phóng Sinh của Đại sư Liên Trì có thể xem là bậc chủ sư từ bi diệt trừ ma quân tàn độc, đây thêm vào sau sách Vạn Thiện Tiên Tư. Các bài tụng trong tập Bất Tịnh Quán của Pháp sư Tịnh Am có thể xem là vì dũng tướng tịnh hạnh diệt trừ ma quân tham dục, nay thêm vào sau sách Dục Hải Hồi Cuồng. Bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề cũng của Ngài Tịnh Am có thể xem là con thuyền từ cứu vớt chúng sinh trong biển khổ luân hồi, nay thêm vào sau sách Tây Quy Trực Chỉ. Ba tập sách của tiên sinh An Sĩ lại được thêm vào các phần như thế, thật chẳng khác nào như trên gấm đẹp lại thêu hoa, như đèn sáng đặt cạnh gương soi, ánh sáng màu hoa càng thêm rực rỡ sáng lạn, khiến lòng người thảy đều hoan hỷ. Quả thật, với người khéo đọc sách này, ắt những tâm niệm gian dối tàn độc sẽ tức thời tan biến, mà những tâm nguyện tự lợi lợi tha sẽ tự nhiên mạnh mẽ sinh khởi. Từ chỗ suy ngẫm mà từng bước dần dần hướng thiện, ngày càng tiến bộ sâu xa hơn. Dẫu không lưu tâm đến mà tự nhiên tâm trần tục cũng chuyển dần thành trí tuệ thánh nhân, gần như có thể đạt đến chỗ thấu triệt lẽ sinh tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, được đối diện kính lễ Đức Phật A Di Đà, tự mình được Phật ban lời thọ ký. Kính cẩn đọc qua sách này rồi, hân hoan có lời tụng rằng: Từ lâu chìm trong biển nghiệp, bỗng nhiên gặp chiếc thuyền từ, xin dâng theo đạo từ bi, quay về nương đấng giác ngộ. Lòng tin sâu, nguyện chí thiết, tham chấp luyến ái đều buông, giao hòa cảm ứng đạo màu, Phật A-di-đà kề cận. Ngoài ra, xin đọc thêm ở bài tựa viết năm Mậu Thân 1908, nay không chép lại rườm rà. Năm Dân Quốc thứ 7,
1918, Mậu Ngọ, ngày 19 tháng 6. Cổ Tân, Thích Ấn Quang, kính cẩn ghi. Đại sư Ấn Quang sinh ngày 11 tháng 1 năm 1862, mất ngày 2 tháng 12 năm 1940, được tôn xưng là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, có nhiều cống hiến quan trọng trong việc chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng. Đại sư ở nhiều tác phẩm khác cũng thường ký tên là Cổ Tân Thường Tam Quý Tăng, Thích Ấn Quang. Ngài biết trước ngày viên tịch, cho mời bốn chúng đệ tử cùng tụ tập và hết lời khuyên dạy phải tin sâu pháp môn niệm Phật. Sau đó, Ngài ngồi xuống trong tư thế kiết già, cùng đại chúng niệm Phật trong chốc lát, rồi an nhiên viên tịch. Người đương thời tin rằng Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí.